Võ Lâm Ngoại Sử, chương 66 hồi 28, lối khác nhập hang phần 1 Khi chú thất thất tỉnh lại, toàn thân mềm nhũn, không còn khí lực, mê dược này quá thật là lợi hại. Nàng mơ hồ như thấy có ánh đèn trước mặt, vừa mở mắt liền nhắm lại ngay, chợt giật thoát Nàng run rẩy đưa tay giờ dẫm khắp người, xem y vẫn còn nguyên vẹn, chuyện nàng lo sợ đã không xảy ra, cái quý giá nhất đời người con gái không bị hoen ố. Tặc Vương Lân Hoa tuy ghê tởm và đáng hận, nhưng vì lòng cao ngạo mà đã không cướp đoạt nàng trong lúc ngất mê. Những tên sắc lang đều như thế, không cảm được hứng thú khi chinh phục nữ nhân lúc nàng vô tri. Chú thất thất thở vào nhẹ nhõm, chưa kịp mừng cho mình, nàng chợt nhớ đến những người khác, cổ họng nghẹn lại. Đáng chết, chú thất thất ngươi thật đáng chết, hồi nãy bất cần như vậy, chẳng những hại mình mà hại luôn cả nghĩ tới đây nàng vội trồm dậy la lớn thầm lãng thầm lãng nàng không thấy thầm lãng chỉ thấy hùng miêu nhi nơi đây không cửa sổ chẳng cửa đi hùng miêu nhi nằm trào queo cộn tròn như con mèo trong một góc chủ tất tất gắng gượng bỏ qua nắm lấy hai vai của chàng lắc mạnh hùng miêu nhi le lưỡi liếm mép chép miệng lẩm bẩm ngon 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 Chú Thất Thất vừa lo vừa tức hét lớn Đồ chết tôi, ăn, ăn cái gì Tỉnh lại, mau, mau tỉnh lại Nàng nâng cảm hùng miêu nhi giữ chặt Chàng vẫn chết miệng Chú Thất Thất tức mình Giang thẳng tay tát vào mặt anh hai cái trí tử Hùng miêu nhi giật mình mở to hai mắt Chú Thất Thất cáu gắt Huynh mà còn ăn, chọc chết sớm hả Hùng miêu nhi hai mắt thao láo Thất thần một hồi Cuối cùng chàng cũng tỉnh lồm cồm ngồi dậy Đầu đau như búa bổ, Chàng ôm đầu. Đây là đâu vậy? Sao chúng ta lại ở chốn này? Chú thất thất gắt. Làm sao mà tôi biết được? Hồ Miêu Nhi thầm lãng đâu? Chú thất thất gắt. Tôi muốn hỏi anh thầm lãng đâu thì anh lại hỏi tôi. Hồ Miêu Nhi lớn tiếng. Lúc tôi ngã xuống thì thầm lãng còn đang đứng. Vương lân hoa, vương lân hoa. Tiếng nói nhỏ dần rồi chỉ còn là tiếng hừ hừ trong mũi. Chú thất thất hoảng sợ. Hai người đã gặp Vương Lân Hoa. Hùng Miêu Nhi cúi đầu. Ừ, lúc thấy hắn thì tôi đã đi hết nổi rồi. Chú thất thất vội vàng hỏi, thế còn thầm lãng, chẳng lẽ chàng cũng... Hồ Miêu Nhi thở dài, hắn cũng không đi nổi. Như bị tát vào mặt, chú thất thất sững sờ, toàn thân tê dại, đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng trống trước mặt run run. Chẳng lẽ chúng ta đã rơi vào tay Vương Lân Hoa? Hồ Miêu Nhi thảm sầu, có lẽ vậy. Chú thất thất thẩm lãng thẩm lãng đâu sao không thấy chắc chàng đã chạy được hồ mưu nhi gật đầu lia lịa không sai tuy khó ai thoát được trong tình huống đó nhưng thẩm lãng thì khác hắn hắn sẽ có cách chú thất thất chàng sẽ đến cứu chúng ta hồ Mêu nhi Dĩ nhiên, rồi, hắn sẽ tới cứu chúng ta. Vương Lan Hoa chẳng sợ ai trên trời, à, chẳng sợ ai trên đời, chỉ sợ mỗi thẩm lãng. Thế hắn, Vương Lan Hoa, sẽ chạy biến như chuột nhát thấy mèo. Nói rồi, chàng bật cười ha hẳn, nhưng tiếng cười chẳng vui vẻ chút nào. Chú thức thất trật nắm áo chàng hét lớn. Huynh gạt tôi, Huynh biết thẩm lãng không thoát được. Hùng Miêu Nhi gượng cười nếu hắn không thoát được thì sao hắn không ở đây? chú tất tất vì 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 đột nhiên khóc lớn đấm ngực vì trời nó bị bước lên và hại chết thôi hùng miêu nhi vội vàng không làm gì có chuyện đó không có đâu chú tất tất <laughs> vương lần hoa hận chàng đến thấu xương nếu thẩm lãng mà rơi vào tay hắn thì có thể nào mà hắn lại không bỏ qua với không đúng không nàng nắm vai hùng miêu nhi lắc mạnh chàng như bị chàng như thể một khúc gỗ bị chu thất thất lay mạnh không phản ứng không lên tiếng hay hàng nước mắt lăn dài trên má thẩm lãng có lẽ bị độc thủ vương Lân hoa rất khoát chẳng bỏ qua cơ hội này chu thất thất nức nở <laughs> ông trời ơi sao ông nhẫn tâm với tôi như vậy muôn vạn cơ cực thì chẳng mới tỏ lòng mình mà ông lại cướp chàng đi nỗi đau này thì làm sao mà tôi chịu đâu hùng miêu như chậm rãi không thể trách ông trời không thể trách ai khác tuy anh nói nhẹ nhàng từ tốn chu thất thất nghe được lại cảm giác như một lưỡi dao đâm thấu tận tim, nàng run bẩn bật, buông thõng hai tay, thẫn thờ ngẩn ngơ, ngưng dần tiếng khóc. Đôi mắt vô hồn nhìn thăm thẳm đâu đâu, nàng thong thả từng tiếng. Không sai, không thể trách ai, chỉ trách tôi, chỉ trách bột bình tôi. Hùng Miêu Nhi thinh lặng, chăm chăm nhìn nàng. Chú tất tất lẩm bẩm, là tôi hại chàng, là tôi hại chàng nàng cứ lẩm bà lẩm bẩm như ngây như dại, nói tới nói lui cả trăm hơn trăm lần, Hùng Miêu Nhi hoảng sợ, thất thất, nàng nàng làm sao vậy? Chu thất thất, là tôi hại chàng, là tôi hại chàng, là tôi hại chàng. Không nhìn Hùng Miêu Nhi, nàng chậm rãi đứng lên, như người mất trí, nàng cầm thanh trùy thủ không biết lấy từ đâu, môi nở nụ cười như dại như điên, là tôi hại chàng, là tôi hại chàng đưa tay lên cao rồi đâm mạnh xuống bả vai mình hồ nguyên nhi hoảng hốt thất thất đừng đừng dừng tay dừng tay lại chú thất thất như không nghe vẫn cười điên dại rút chủy thủ ra máu tươi tuôn chảy đỏ cả xiêm y như chẳng còn cảm giác nàng cười ngất như cuồng như mê <laughs> là tôi hại chàng là tôi hại chàng lại một dao đâm xuống. Hùng Miêu Nhi ruột gan tan nát, tuy muốn ngăn nàng nhưng anh đã nhưng chàng đã uống quá nhiều, chúng động sâu nặng, tới giờ vẫn không nhấc nổi cánh tay. Chàng bất lực nhìn Chu Thất Thất cứ rút dao ra rồi đâm xuống. Chàng chỉ biết điên cuồng hét thảm, thất thất dừng tay, van cầu nàng hãy dừng tay. Vách tường sau, lưng anh bật mở, một thân ảnh lướt vào nhanh như gió nắm lấy tay Chu Thất Thất. Người này búi tóc bóng lưỡng, nụ cười phong lưu, thân mặc áo gấm, dáng dấp, sáng ngời dưới ánh đèn mờ. Hùng miêu nhi biến sắc, hét lên thất thanh, vương lên hoa! Thanh trùy thủ rơi xuống đất, Chu thất thất bất động thẫn thờ để mặc cho Vương Lân Hoa giữ tay nàng, không phản kháng, không dãy ruộng. Vương Lân Hoa nhìn Hùng Miêu Nhi, nheo mắt cười khỉ, các gã cũ thoải mái chứ? Hồng Miêu Nhi rít lên, "Ngươi ác tặc, buông nàng ra, mau buông nàng ra, ta không cho phép một ngón tay ngươi đụng nàng." Vương Lân Hoa tủm tìm, "Dạ, xin tuân lệnh, tại hạ chẳng dám đụng nàng một ngón tay, tại hạ chỉ dùng cả mười ngón tay đụng nàng." Hắn vòng tay ôm Chu Tất Thất ấm nàng lên. Hùng Miêu Nhi chỉ biết trơ mắt nhìn, mí mắt như muốn rách, nhưng chàng có thể làm gì? Vương Lân Hoa chớ nhìn ta căm hận như vậy đưa tay vuốt má chu thất thất cười dịu dàng nàng cũng không nên hận ta hai người nên hận thẩm lãng hai người lo lắng như vậy mà hắn ngược lại không hề nghĩ tới hai người hồ biêu nhi lớn tiếng hỏi vội hắn hắn không chết vương lân hoa cười dĩ nhiên là không hồ biêu nhi về hắn ở đâu vương lân hoa cười to <cười> tuy hắn không chết nhưng mà chỉ sợ hai người bị hắn chọc tết học chọc chết thôi! hùng miêu nhi cả giận tẩm phảo người chớ có vương ngân hoa ta biết là hai người cũng sẽ chẳng tin à, thôi để ta đưa hai người đi gặp hắn nhé lớn tiếng gọi người đâu mau tới đỡ hùng đại hiệp hai thiếu nữ y trang diêm rúa phấn son lóe loẹt nhanh nhẹn ứng tiếng ưỡn hẹo bước vào đỡ hùng miêu nhi đứng lên một cô cười rúc rích trời sao mà nặng vậy nè cô còn lại cũng cười vậy mới là đại nam tử chứ vương lân hoa cười ha hả nếu thích thì cứ hôn hắn đi nha hôn thật nồng nàn thật thắm thiết chỉ để ý là đừng cắn đứt cái mũi của hắn Hùng Miêu Nhi bị hai cô gái vừa vốt ve vừa hôn hít, chưa ra khỏi phòng giam, mặt chàng đã đứng đây son phấn. Chàng vừa lo vừa giận, giờ khóc giờ cười, nhưng vì muốn thấy thẩm lãng nên chỉ có dằn lòng nín thinh. Thẩm lãng, ngươi đang dở trò gì? Vương Lân Hoa ôm chu thất thất trong lòng, nàng không muốn phản, nàng không phản ứng, gương mặt phảng phất nụ cười. Khi nghe tin thẩm lãng, môi nở nụ cười, nhưng nụ cười thật lạnh lùng kỳ lạ. Vương Lân Hoa dùng mình chẳng dám nhìn nàng. Qua hai, qua hành lang dài họ vào một gian phòng nhỏ. Trong phòng chẳng có gì, không ghế, không bàn, không giường, không tủ. Trên vách chỉ có bốn cái đầu người bằng gỗ. Vương Lân Hoa cười nói, xoay mấy cái đầu người bằng gỗ này sẽ mở ra mấy lỗ nhỏ. Hai người có thể nhìn thấy thẩm lãng qua mấy cái lỗ ấy. Tuy hắn cười nói nhẹ nhàng, nhưng Hùng Miêu Nhi nghe tai lùng bùng, Vương Lân Hoa lại cười, "Yên trí đi, Thẩm Lãng à, chẳng biết hai người đang nhìn đâu, phía bên kia là một bức tường là một bức họa, bốn cái lỗ này là hai đôi mắt, bức họa kia đặc sắc vô ngần, chỉ tiếc là hai người chẳng thấy được." Hồng Miêu Nhi nhếch môi cười lạnh, "Họa Xuân Cung ta cũng thấy nhiều." Vương Lân Hoa cười hăng hắc, <cười> "Hồng huynh quả thật là phong lưu, đã đoán ra bên kia tường là bức họa cung Xuân Cung, à nhưng sao Thẩm Lãng lại ở đấy? Hồng huynh có đoán ra chăng?" chú tất tất vùng vẫy trong tay vương lân hoa muốn nhào tới nhưng bị hắn giữ chặt nàng cắn môi rung động người 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 đã muốn nói đã muốn để ta nhìn vương lân hoa cười dĩ nhiên nhưng mà đâu cần vội vậy hùng miêu nhi gắt còn chờ cái mốc gì Vương Lân Hoa trúng chím Thẩm Huynh bây giờ đang hưởng thụ thoải mái Tại hạ đâu muốn hai người quấy giày Vì hắn đành đắc tội Hắn ra tay nhanh như gió điểm á huyệt của Chu Thất Thất và Hùng Miêu Nhi Hùng Miêu Nhi giận đến muốn loi cả hai tròng mắt Vương Lân Hoa chẳng để ý Đưa tay xoay đầu gỗ Mở ra bốn lỗ nhỏ ở trên tường Vương Lân Hoa trúng chím <laughs> Là hai người muốn nhìn nhé à, Nếu có tức chết thì cũng đừng trách ta Hắn mỉm cười tránh qua một bên À xin mời Hùng Miêu Nhi và Chu Thất Thất dán chặt mắt vào mấy cái lỗ kia, họ quả nhiên thấy thẩm lãng, gian phòng bên kia được bài trí rất thoáng mát và trang nhã thẩm lãng trong bộ đồ ngủ mềm mại ngả lưng trên chiếc ghế nệm bọc ra tay cầm chén rượu vàng một tuyệt sắc giai nhân đang ở bên cạnh rót rượu cho chàng sóng mắt môi cười lẳng lơ lơi lả nàng khoác trên người áo lộ mỏng khoe những đường cong yêu kiều của người thiếu nữ rượu một màu hổ phách quả là rượu quý hùng miêu nhi lại thấy như máu tươi hùng miêu nhi và chu thất thất liếc nhau nàng cắn môi anh thì chàng thì nhến răng Nàng cắn môi đến chảy máu, chàng nghiến răng ken két. Họ chẳng nói được, nếu không họ đã hét lên. Thầm lãng, ngươi thật đáng trách. Ta vì ngươi lo lắng, nửa chết nửa sống. Nào ngờ ngươi đang hưởng phúc ở đây. Thầm lãng đúng là đang hưởng phúc. gia nhân vì chàng mà rót rượu, mỗi chén đưa đến chàng đều uống cạn. Hùng Miêu Nhi cùng Chu Thất Thất giận đến đổ lửa. Chu Thất Thất thầm lãng, ngờ đâu ngươi cũng chỉ là đồ háo sắc. Ồ xấu xa, nhìn cái nụ cười đắm đuối kia. Sao, sao ngươi không chết đi cho rồi? Hùng Miêu Nhi thầm lãng, tù quý, giờ này mà ngươi còn lòng dạ uống hay sao? Tử lượng của ngươi cũng thật là kinh người. Tuy tâm tư của họ khác nhau, nhưng cơn giận lại cùng một dạng. Trong lúc giận, họ quên không nghĩ à, Vì sao Vương Lân Hoa không thủ tiêu thầm lãng chẳng những không giết hắn mà lại còn để trang hưởng phúc như vậy đây hắn là cũng là một chuyện lạ à, Giai gia nhân rót rượu liền tay tuy uống không ngừng nhưng mà thẩm lãng lại trắng có vẻ say nàng rót càng nhanh thẩm lãng uống càng chóng gia nhân rót cuối cùng cũng thở dài hay tiểu lượng của công tử thật quả kinh người thẩm lãng cười, <cười> thật sao gia nhân thật không hiểu nổi sao chàng luyện được tiểu lượng cỡ này Thẩm lãng, luyện tử lượng cỡ này vì ngày nào cũng có người muốn chúc rượu ta. Giai nhân bật cười, chỉ có những thiếu nữ xinh đẹp mới thường bị người dắp tâm trúc say để lợi dụng. Đưa công tử chẳng phải mỹ nữ, ai muốn chuốc say chàng? Thẩm lãng cười to, tuy mỹ nữ thường có nguy cơ bị nam nhân chúc say lợi dụng, nhưng khi nàng và nạn vì nam nhân mà rót rượu thì nguy hiểm hơn nhiều giai nhân liếc mắt cười duyên <cười> cũng không sai nam nhân trước mặt mỹ nữ thường không cự tuyệt được rượu nàng mới à, thẩm lãng nhếch môi <laughs> ta có tự quyệt, ta có cự tuyệt cô đâu mắt liếc môi cười nàng ấm à. ừ, muốn chúc ra chàng say thì cũng không dễ thẩm lãng nhướng mắt dễ chúc say cô sao sóng mất lẳng lơ nàng cắn bờ môi mọng ừ, có những thiếu nữa dù say nhưng mà vẫn tỉnh á đừng ai hòng nghĩ đến chuyện khi dễ nàng lại có những thiếu nữa chẳng uống mà say à say mê say mẩn à, điên đảo thần hồn thẩm lãng cười ha hả <laughs> hay lắm chuyện của các cô chỉ có các cô mới hiểu à nói vậy thì cô thuộc loại nào Đôi mắt long lanh, nàng nhẹ nhàng đẩy đưa từng miếng, từng tiếng. À, em ấy, um, em cần phải coi um, nam nhân trước mặt là ai, uh, có lúc em say, um, thật lại không say, có lúc về uh, chưa có một giọt rượu uh, em đã say ngẩn say ngơ mê mẩn cả người, um, như là như hôm nay nên này, này um, như lúc này. Chủ Tất thất bị những lời này chọc đến phát điên, ruột gan như muốn lụt hết ra ngoài giai nhân kia cắn môi nàng cũng cắn môi à, tuy cùng đang cắn môi nhưng tâm tư của hai nàng lại khác nhau một trời một vực nữ nhân cắn môi vì nam nhân nếu không vì hận thì chính vì yêu nếu không vì muốn bạt tai hắn thì chính là muốn hôn hắn bạt tai thật mạnh hôn thật nồng nàn ánh mắt giai nhân kia long lanh sóng sánh ánh mắt chu thất thất cũng sóng sánh lòng lành Chú thất thất thì nước mắt lưng chồng, giai nhân kia thì, vì sao? Nam nhân cũng hiểu được tình ý trong ánh mắt long lanh sóng sánh của nàng, nhưng không ai dám thừa nhận. Chú thất thất hận sao không thể móc được hai chồng mắt ấy. Nàng ta bỗng lảo đảo, uốn éo, ngả người vào thẩm lãng. Chú thất thất hận sao không thể lao tới, nắm tóc cô ả lôi ra khỏi người thẩm lãng, rồi tiện tay trói gô cô ả nhét vào ống cống. Nhưng lúc này nàng lại cảm giác như chính mình đang ở trong ống cống, bất lực nhìn cô gái, khác vùi đầu trong ngực tình nhân. Nàng cảm thấy làn khí lạnh chạy dọc sống lưng run cả người, thẩm lãng, bại hoại, vô tâm, vong tình, chẳng những không đầy ả à ra mà lại còn mỉm cười trúng chím. Chú Thất Thất tuy không muốn nhìn, lại không thể nhắm mắt, nhìn rồi nàng hận đến muốn phát điên. Giữa lúc này cứu tinh xuất hiện, tiếng đinh linh, đinh linh của chuông vàng vòng ngọc, giọng cười trong trèo êm tai, xạ hương thoang thoảng khiến người thần hồn bay bổng Chu Tất Tất lại thêm lo lắng Một giai nhân đã khiến nàng giận đến phát điên Nay lại thêm một giai nhân Tuy lo thẩm lãng sẽ bị mấy con hồ ly này quyến rũ Nhưng nàng biết người này Đến thì con ma nữ kia ắt phải rời mắt khỏi thẩm lãng Quá nhiên ả à ta vội vàng đứng dậy, vẻ khiếp đảm như thỏ gặp hổ, khép na khép nép, nụ cười lắng lơ nơi khóe miệng không còn. Một bóng người bước vào, không, một dáng tiên. Tiên tử mặc gì, tóc trải ra sao, theo sau mấy người, bọn họ là ai? Cả chu thất thất lẫn hùng miêu nhi đều không còn tâm trí mà nhìn quanh, ánh mắt của họ bị dáng dấp yêu kiều của nàng tiên kia rất này hấp dẫn nàng toát lên một mê lực kinh người thu hút tất cả những ánh nhìn chung quanh nàng tiên ấy chính là mẫu thân của vương lân hoa thẩm lãng đứng lên vuốt áo vòng tay mỉm cười vương phu nhân Vương phu nhân cũng cười tươi, thẩm công tử. Họ như bằng hữu đã nhiều năm xa cách, hôm nay có dịp tương phùng, họ cũng như hai người mới gặp lần đầu nên còn cư xử khách sáo với nhau, họ cùng ngồi xuống đối diện nhau. Chú thất thất thở vào nhẹ nhõm khi thấy hai người ngồi rất xa nhau, nàng giai nhân kia lại cầm bầu rượu lễ phép nghiêm trang rót rượu cho thẩm lãng, thẩm lãng lắc đầu cười ha hả, <cười> không dám, không dám nhận. Vương phu nhân, À, thẩm không thẩm công tử không cần đâu khách sáo với nhiễm hương như thế thẩm lãng nhiễm hương à, tên hay tên rất hay ngày ngày hầu cận bậc tiên tử như vương phu nhân hẳn nàng cũng được uh, nhiễm hương Vương phu nhân cười, thẩm công tử mau mắn thông minh khó kẻ sánh bằng, nụ cười tuy lẳng lơ nhưng thần thái lại trang nghiêm, tuy nụ cười lẳng lơ làm người mộng mơ gần gũi, sự trang nghiêm lại khiến người không dám vô lễ khinh khi, bà hé môi cười nụ cười đầy, bà hé môi cười, nụ cười đầy thâm ý, nha đầu Nhiễm Hương cũng dễ động lòng người, thẩm công tử nói sao? Thẩm lãng cười, à bên phượng hoàng nào có quả đen, cô ấy vừa nhấc bầu rượu lên là tại hạ đã hoảng hồn rồi. Vương phu nhân nhìn nhiễm hương gần giọng nhiễm hương, ngươi định phục vụ rượu thẩm công tử sao? Nhiễm hương cúi đầu lặng im, vân vê tả áo. Vương phu nhân nhíu mày khẽ quát, <laughs> người biết rõ ta muốn bàn đại sự cùng thẩm công tử, lại dám dở cái trò chút rượu người, lỡ thẩm công tử say, sao ta bàn được chuyện lớn? Nhiễm hương còn chưa trả lời, thẩm lãng đã bật cười ha hạ. <cười> Rõ ràng là phu nhân bảo nàng giúp rượu tại hạ, sau nay lại mắng nàng? Vương phu nhân mặc không đổi sắc mỉm cười. Vậy sao? Thẩm lãng, <laughs> khi tại hạ say thì không phải là dễ nói chuyện hơn sao? Vương cơ phu nhân, à sao công tử lại nói vậy? thẩm lãng cười to <cười> rượu ngon thơm nồng mỹ nhân như ngọc dễ khiến nam nhân mềm lòng nhụt trí nếu tại hạ nhụt trí mềm lòng chẳng phải phu nhân sẽ dễ dàng sai bảo hơn sao vương phu nhân thản nhiên <laughs> thẩm công tử quả thật là thông minh tuyệt đỉnh chẳng ai có thể qua mặt được nếu mà thẩm công tử không thông minh tuyệt đỉnh ấy thì ta cần gì phải trăm phương ngàn kế mới mời người đến đây để bàn chuyện lớn thầm lãng tủm tìm à, vương phu nhân bị tại hạ nói toạc ra tâm tư lại không phủ nhận quả nhiên là bản lĩnh hơn người nếu mà vương phu nhân đây không bản lĩnh hơn người thì tại hạ đã không ngồi nơi đây vương phu nhân bật cười. cười lúc lân hoa mời công tử có đắc tội ít nhiều nay ta thay mặt hắn tạ lỗi cùng thẩm công tử thẩm lãng tại hạ thật cũng muốn gặp phu nhân lần nữa nhưng mà đường mây quanh co khiến tiên tử khó tìm nếu không nhờ vương công tử thì sao tại hạ lại có thể kiến diện phu nhân tại hạ vốn muốn nhờ phu nhân thay mặt nói lời cảm ơn vương công tử vương phu nhân bất luận thế nào thì thẩm công tử lúc ấy cũng là người thất thế phải sợ hãi thẩm lãng mỉm cười ngắt lời ừ. tại hạ biết rõ tới đây có thể gặp mà gặp mặt ngọc tiên tử à, lại biết rõ vương công tử sẽ chẳng ra tay hạ sát tại hạ thì có gì mà phải lo sợ vương phu nhân bật cười thành tiếng à, tiếng cười như chuông bạc ngân ngân lần hòa xưa này làm việc lỗ mãng à, sao thẩm công tử biết hắn sẽ không giết mình thẩm lãng tại hạ tự biết mình còn chỗ dùng phu nhân muốn thành đại sự thì sao lại ra tay giết đi người hữu dũng, cả hai cùng cười vang ha 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 nụ cười của vương phu nhân duyên dáng đáng yêu trăng hoa tình tứ nụ cười của thẩm lãng tiêu sái phiêu giật, cũng khiến thiếu nữ say lòng Hồng miêu nhi than thầm hai cái người này thật là lẳng lơ đồng dạng không ai thua ai Ngoài thẩm lãng, có lẽ không ai có thể giữ vẻ thản nhiên đối đáp với vương phu nhân như vậy. Hùng Miêu Nhi chỉ nhìn nụ cười của bà mà một tiếng cũng không nói nói không ra. Chú tôi Tất nghiến răng, <laughs> cái mụ hồ ly này có ý gì đây? Sao lại cười với thẩm lãng như vậy? Chẳng lẽ mụ, mụ, mụ cũng mê thẩm lãng? Thẩm lãng chợt ngưng cười chăm chú nhìn vương phu nhân, chàng nhìn thẳng vào ánh mắt mà nam nhân nào trong thiên hạ mấy kẻ không mấy kẻ dám nhìn, chậm rãi từng tiếng. Phu nhân và tại hạ đã hiểu nhau như đã hiểu nhau. À, phu, vậy phu nhân muốn sai bảo gì cứ tự nhiên. Vương phu nhân, ai dô, ai dô, ta nào dám sai bảo, chỉ muốn nhờ vả công tử một chuyện nhỏ. Thẩm lãng, phu nhân muốn nhờ vả tại phạm tại hạ đối phó ai? Vương phu nhân, à, công tử quả nhiên là đã nhìn thấu lòng ta, không sai, ta thật muốn mượn sức công tử để đối phó với. Thẩm lão mỉm cười ngắt lời, khoái lạc vương. Vương phu nhân, <laughs> trừ lão ra trên đời này còn ai đáng giá công sức của công tử? Thẩm lãng, Lệnh lang vốn là thiên hạ kỳ tài không kém thua tại hạ, sao phu nhân phải dùng đến tại hạ? Tại hạ làm được chuyện gì lệnh lang cũng có thể. Vương phu nhân, à, lân hoa tuy là thông minh nhưng mà làm sao so được với công tử? Huống chi là chuyện này nó không thể làm, nó không làm được. Thẩm lãng, vì sao? vương phu nhân à, công tử hẳn cũng biết là bản lĩnh của khoái lạc vương thẩm lãng có biết một hai vương phu nhân thở dài lão không những gian xảo như hồ ly ác độc như sói lang mà còn vũ dũng như hổ dữ đối phó với lão phải kết hợp cả trí và lực thẩm lãng như vậy phu nhân nói tại hạ phải làm sao vương phu nhân ai trong thiên hạ cũng có nhược điểm khoái lạc vương cũng chỉ là người cũng không ngoại lệ muốn thắng lão là ta phải nhắm vào nhược điểm ấy Thẩm lãng cười. cười, lão cũng có nhược điểm sao? Thật là khó tin. Vương phu nhân, ừ, nhược điểm của lão, à, nói văn hoa thì là yêu tài như mạng, nói thẳng thường thì thích nịnh hot du Chỉ cần là người tài trí muốn nương nấu ấy, thì lão sẽ quyết không thể đứng trực ngoài sân. sẽ không để đứng trực ngoài sân. Thẩm lãng cười ha hả, <cười> thứ gì cũng có thể bị đâm thủng trừ cái mông ngựa. khoái lạc vương, à, đúng là thích được nịnh hot, nếu mà không ấy, thì lão đâu thua nhận nhiều môn khách như vậy à vương phu nhân đúng tuy lão có nhiều môn khách nhưng lại không có được một hào kiệt chi sĩ tài trí hơn người như công tử đây thẩm lãng phu nhân muốn tại hạ đi làm môn khách cho lão của lão vương phu nhân mỉm cười quyến rũ à, tuy làm vậy có chút thiệt thòi cho công tử nhưng nếu mà thành muốn thành đại sự thì phải dùng thủ đoạn có đúng không thẩm lãng cười à, thì ra phu nhân muốn tại hạ làm gian tế bên cạnh khoái lạc vương à, nói về làm gian tế thì lệnh lang tự mình làm thì có phải tốt hơn chẳng à, vương phu nhân thở dài à, chuyện này lân hoa không làm được thẩm lãng tại sao vương phu nhân à, chỉ vì chỉ vì thẩm lãng cười lớn à, vì chuyện này quá nguy hiểm phải không vương phu nhân lắc đầu ai yêu công tử nói thế là hiểu lầm cho nỗi khổ tâm của ta rồi nếu ta không nành lòng đưa lân hoa vào nơi nguy hiểm à, thì nhất định cũng không thể đẩy công tử vào chỗ nguy hiểm à, thẩm lãng nhướng mắt thật sốc Vương Phu Nhân. À, thật ra thì Vương Lân Hoa cũng à, thì Lân Hoa cũng vốn có thể thực hiện việc này. Tuy cơ trí của nó còn kém thua công tử nhưng mà miễn cưỡng được. À, chỉ ngại có một khuyết điểm khá lớn. Thầm lãng nheo mắt. À, khuyết điểm gì? Vương Phu Nhân. Um, khoái lạc Vương có thể nhận ra nó.